Lương Y, Hoàng Duy Tân và Kim Huê rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam. Còn đối với những phụ nữ mà bị rong kinh, chúng ta cũng có thể sử dụng cái một độc vị hoa hòe này cũng vẫn được. Thì quý vị dùng cái đó rồi nấu lên lấy nước uống. Nhưng mà gần đây thì chúng tôi thấy có một số người cải biên. Cải biên có nghĩa là một vài cái xí nghiệp dược á, người ta gọi là trà thanh nhiệt. Người ta dùng cái hoa hòe này với một ít cam thảo. Người ta cho vào. Thì tại vì nó như thế này, nếu mà dùng cái hoa hòe này không á, thì uống nó hơi ngâm ngâm. Cho thêm một tí cam thảo vào, uống rất là hấp dẫn. Nó kinh vị ngọt ngọt của cam thảo. Đừng cho nhiều quá, cho ít thôi để cho nó dễ uống. Thì cái cam thảo nó cũng có cái lợi là chỗ này. Cam thảo mà theo như kinh nghiệm của Đông Y á, thì nếu mà để sống á, thì nó có tác dụng tạo hỏa. Còn nếu mà chúng ta dùng chín thì nó mới là ôn trung, nó mới bổ tỳ. Còn đây chúng ta dùng sống, để nguyên cái miếng ngâm thảo sống như vậy cho nấu chung cái này, thì nó vừa có tác dụng tạo hỏa, hỗ trợ cho cái này để làm cho hết ra máu, đồng thời nó làm cho chúng ta dễ uống. Thì cách đó cũng được, nhưng mà chúng tôi xin lưu ý quý vị là không nên dùng nhiều ngâm thảo quá. Từ trước đến giờ đó thì trong bài thuốc đông y ngày nào cũng có vị ngâm thảo. Gần đây những công trình mới nghiên cứu, ta thấy rằng cam thảo cho vào trong bài thuốc thì được, nhưng mà uống riêng cam thảo một mình á thì sẽ ảnh hưởng đến cái tiểu đường, ảnh hưởng đến cái huyết áp. Do đó mà quý vị chỉ cho một chút xíu thôi,